Xin thân mến chào các bạn. Trước mắt các bạn là dàn âm thanh mà phần lớn các cái thiết bị được cung cấp bởi em Đức Quý Vlogs. Trước mắt các bạn có thể thấy là tổng thể của một cái dàn âm thanh. Trong đó trước hết phải kể đến đầu tiên là đuôi loa bút nẻ 1 series 2. Đây nó đây, loại này cũng một phụ ốc chó, loa còn nguyên bản nguyên zin. Tiếp theo là đôi bút 121. Đôi này cũng mua ở cửa hàng đồ cũ, sản xuất năm 1992, mới tinh chỉnh toàn cảnh của cái đôi loa này. Đôi bút 301 series đời chót. Ở đây là đôi bút 121. Còn trong cái bộ phận phát âm của nó, đây là con đầu giải mã TASCAM 301. Con này là nội địa chính công. Còn ở phía dưới này là con đồng ni sân xui 607 FXA. Con 607 cha này ghép với lại đuôi JBL, đuôi này là đuôi có sẵn ở nhà. Còn đây là con hòa trồng, con Yamaha NS-SW-050. Ở đây là cái bộ nghe gia đình tương đối là thoải mái về chất âm cũng như là về âm lượng. Rồi thì test một đoạn thì các bạn cùng thưởng thức. Xin giới thiệu với lại các bác, tất cả các anh chị em, đây là gói hàng do anh Quý Vlog gửi từ Nhật về. Hôm nay tôi sẽ khui cái kiện hàng đặt của em mua từ Nhật về. Các bạn theo dõi toàn cảnh. Tôi bắt đầu khui hàng. Đọc rất cẩn thận. Bằng kẹo. Bóc giúp bố. Đây người ta gọi là cái gì nhỉ? Bằng kiểu bằng dính rất chắc. Gọi là review tập hộp ạ. Tập hộp đồ. Tập hộp loa gì ạ? Loa đó. Đi ra cái này, tôi dao bật mọi người. Đi ra. Rất chắc chắn. Kéo ra. Không, từ từ đó, đừng để đấy đó. Kéo cái này con này. Kéo này ra trước rồi. Đấy cứ kéo hết đi. Kéo cái gì? Cắt đi. Không. Không. Tiền đấy. Rất chắc chắn. Đây vào. Cái thùng đầu tiên. Đầu tiên thì giới thiệu với các bác, đây là con loa trầm Yamaha. Con này có tên mã là NS-SW-050, dòng loa trầm âm thanh phắn, công suất rất thấp nhưng âm thanh ra rất khủng khiếp. Con này em đã test trên chương trình cách đây một số ngày, đây cũng mở tiếp. Như đây là con quạng, con loa trầm Yamaha này. Con này là hàng cũ nhưng mà nó ở trạng thái là gần như là chưa sử dụng, rất mới. Đây, các bạn thấy thì Đức Quý đóng rất chắc chắn, không dễ gì lấy đồ ra được ngay đâu. Rất nhiều lớp băng keo. Đây, dùng tay làm nó hơi khó. Thau hộp rồi. Đây là cái quạt này, đấy các bác thấy. Đấy, trong cái quạt kia. Đầu tiên là bộ cánh này. Nguyên xốp này. Như quả trần này. Bọc rất kỹ cả, đây bằng thủy tinh. Thủy tinh bọc rất chắc chắn. Chèn góc cạnh rất kỹ. Đấy, vào là mình lên. Đấy. Đây là toàn cảnh chiếc quạt trần. Đấy. Rồi quay lại với con loa trầm. Cắt tiếp đây con. Cắt cạnh này. Mãi chưa làm được là đưa mẹ làm cho. Đưa đi cho mẹ. Mãi không lấy được đấy đi yên. Cắt nó mạnh là thế nào? Cắt mạnh cái gì mà sao là nó cùn. Cùn cái gì mà cùn? Úi giời, đừng có cãi nhau. Cãi nhau gì? Đang vào video này, đang quay trực tiếp rồi. Nói cái gì mà cãi nhau. Ồn ào. Làm đấy rồi. Quay cái này, quay cho. Quay để thế nào? Thôi, đang lên YouTube đi. Quay để up lên YouTube đi. Em muốn lên YouTube không? Đó là chiếc từ NS-SW-050 bắt đầu xuất hiện này. Mời các bác chiêm ngưỡng đây là kì. Đây. Ngoài đây. Bác Xem rất cẩn thận, rất kỹ cả. Đấy. Đấy, nót rất nhiều. Đây. Nó kìa. Cái đây cần cứ để trong đó tí. Nó kìa nào. À, nước bổng nó lên. Đấy, dây rắc đợt. Dây rắc đây. À, bóc hộp con hoa trầm nào. Cái đấy con đẩy đấy. Cứ đẩy trong đấy. Đó. Rất cẩn thận nha. Đây là cái rắc này là rắc để cắm từ âm ly ra loa trầm. Đây là con loa điện, xúc điện. Rút dài. Cắt mạnh tay ạ. Rồi, lộ nguyên hình rồi. Đấy. Chính là nó đây. Đây. Sau đây. Sau dây. Đây, dây điện này. Đấy, rút hẳn cái dây điện này ra. Kéo một dây ra. À. Đấy. Đây là con hoa trầm này. Con Yamaha NS-SW-050. Điện 100V, công suất của nó chỉ cũng 30W thôi. Đấy, nhưng mà con này nó đánh rất ghê vì nó là thuộc cái dòng trầm xoắn. Còn đây là cái sản phẩm thứ ba. Đó, cặp loa tay to. Hôm trước các bác đã được xem anh Quý em ấy test thử rồi. Còn loa tay to không có gần. Nó mỏng. Rất chắc chắn. Rất nhiều lớp. Bóc cái này, bóc hẳn một cạnh. Bóc hẳn một cạnh. Cắt nguyên cả. Kéo cái dao vào trước. Đấy, con hoa chưa? Đấy, kéo cắt dọc thôi cơ. À, rất mới. Còn tay đỏ. À, đặt cạnh con chồng này ra. Đấy. Thấy chưa? Đúng rồi. Ờ, nút vào này đi. Yeah, nút ra. Rồi, đặt vào đây. Cho nó nằm xuống. Đi nha, vâng nha, đều toàn tay, đu tay to này. Đấy. Nói chung là loa này nó phải mấy chục năm rồi, nó vẫn mới. Các cái đường viền mép của con chết. Không được cái chuẩn tay to này. Tháo cái cẳng nó sẽ. À, dựng lên này. Đấy. Con tay to không có gân này. Đấy. Côn vẫn rất là êm. Đây là con bên phải. Cùn rất êm. nhá. Rồi, toàn bộ rồi. Thôi, thì chào các bác.